Dạ, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì shop đầu câu Nhật Bản Bình Định xin được giới thiệu với mọi người video số là 578 ạ. Video này em sẽ giới thiệu với mọi người một lô máy. Máy của em ngày hôm nay thì có size từ size khoảng 2.000 đến là size trên tầm khoảng 14.000 nha mọi người. Và giá em báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship ạ. Bên em có ship code toàn quốc và phí ship của mỗi đơn đối với máy là 30.000. Khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ạ. Và khách có nhu cầu đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ với shop thông qua số điện thoại là 0974088309 hoặc là kết nối Zalo qua số 0766609682 nha mọi người. Đầu tiên thì em xin được giới thiệu mọi người con máy số 1 ở đây em có nè. Thì máy số 1 ở đây em có, đây là một con máy của Ryobi. Máy này toàn thân bằng carbon nha. Cối thì máy này trên cối tem nó có hơi bị sờn nhẹ lắp tem trên cối như thế này. Cước số 2 thì vào được 100m. Thì con này xa tầm khoảng cước số 3 vào được 70m thì con này xa tầm khoảng là 1.500 thôi nha mọi người. Con này xa nhỏ. Ngoại hình thì nó có hơi sờn nhỏ với cái phần đuôi máy như thế này. Với cái lắp tem nó có sờn. Con len của nó đây. Gạt cước hoạt động tốt. Máy này máy xa nhỏ xa tầm khoảng 1.500. Mô bin sóng lưỡi gà của máy vẫn còn. Đổi được tay quay trái phải bình thường nha. Con này chỉ có nhìn vào nó xấu lắp tem một xíu thôi, còn những vị trí khác cũng khá là ok. Đổi được tay quay trái phải, toàn thân là bằng carbon. Máy của Ryobi, máy này là máy của Nhật nha. Hoạt động của máy đây, máy hoạt động khá là ok nha, hơi nhẹ, rất là nhẹ. Con này chúng ta câu ISO khá là ok. Câu tôm chốt chặn hoạt động tốt. Và máy số 1 này là máy của Nhật nha mọi người. Máy số 1 có giá 200.000, máy nặng là 210g. Tiếp đến là máy số 2. Máy số 2 ở đây em có là một con máy của Olympic nha. Con này, Olympic. Con này thì toàn thân bằng kim loại. Có cước số 3 thì vào được 115m. Thì con này size là tầm khoảng 2.000, hơn 2.000 một xíu. Có Rito là 5.13. Con này Rito 5.13 thì câu lua rất là ok luôn. Con này nước sơn nó không được đẹp nha mọi người. Con này nước sơn không phải là nước sơn rin nữa nha. Vậy người ta phun một cái lớp sơn mới lên như thế này, nó còn bong tróc nhỏ. Con len của nó đây. Con này thì cái rêu tô rất là nhanh, quay rất là mượt. Mô bin sóng này, lưỡi gà của máy vẫn còn. Đổi được tay quay trái phải nha. Máy này toàn thân bằng kim loại. Gạt cước hoạt động tốt. Con này thì cái vòng cua quay rất là nhẹ, con này quay khá nhẹ luôn. Máy này người ta câu lua rơi rất là ok luôn. Thật là câu tôm, câu mực, câu sông suối khá là ok, quay nhẹ mượt. Size của máy là 2.000. Con này hoạt động khá là nhẹ luôn nha. Và máy số 2 này cũng là máy của Nhật nha. Máy này đổi được tay quay trái phải bình thường. Máy số 2 này cũng có giá 200.000. Máy này nặng là 298g. Mô bin sóng lưỡi gà đầy đủ. Tiếp đó là máy số 3. Máy số 3 ở đây có là một con máy Olympic luôn. Con này khâu 70. Con này thì cước số 3 vào được 115m. Thì cũng giống như con máy số 2 lúc nãy nha. Nhưng mà là thiết kế kiểu con máy số 2 là nhìn nó dài máy hơn. Con này thì phải ngắn. Có Rito là 4.56. 4.56 thì chúng ta lua cũng khá là ok rồi. Gạt cước nè, hoạt động tốt. Toàn thân bằng kim loại, con này nước sơn lên thân máy thì cũng có hơi sờn bong tróc nhỏ. Cối có sờn nhẹ nè. Mô bin sóng lưỡi gà của máy vẫn còn. Đổi được tay quay trái phải, tay quay của máy này rất là đẹp. Những con máy này toàn thân bằng kim loại thì cạo khá là khỏe nha. Chốt chặn nè, hoạt động tốt. Máy quay khá nhẹ nha mọi người, con này thì hoạt động rất ok luôn. Và máy số 3 này là cũng là máy của Nhật luôn. Máy số 3 này có giá 220.000, máy nặng là 250g. Tiếp đó là máy số 4. Con số 4 ở đây em có con Daiwa, dòng Sprinter ST650DX. Con này cối bằng carbon nha, thân và tay quay thì bằng kim loại, đổi được tay quay trái phải. Con này ngoại hình cũng khá là sáng máy. Cối thì có sờn nhỏ trên cái vành như thế này thôi, trong cái thân cối nhẹ nhẹ thôi. Mô bin sóng lưỡi gà của máy vẫn còn. Còn thông số cước của máy này, cước số 3 vào được 100m thì con này xa 2.000. Con lăn của nó đây. Gạt cước hoạt động tốt. Có sơn nhẹ phần đuôi máy. Con này thì xa 2.000, máy nhỏ. Cố bằng carbon nha. Hoạt động khá là ok. Dòng này thì quay khá là nhẹ. Chốt chặn hoạt động tốt. Máy của Daiwa. Con này ngoại hình bên ngoài cũng khá là sáng máy nha. Sờn nhỏ thôi, những vết sờn này không có nhiều lắm đâu. Thân máy nước sơn cũng rất là đẹp.
Và máy số 4 này là máy của Nhật, máy số 4 này có giá 220.000, máy nó nặng là 255 g. Tiếp đến là máy số 5 ạ. Máy số 5 ở đây em có là một con máy đuôi chuột như thế này nha. Con này là một con máy của dòng máy Diamond đây, Mycano 101. Con này ngoại hình khá là mới sáng luôn, có rear tô là 5.2, cố là bằng carbon, thân và tay quay thì bằng kim loại. Con này ngoại hình đẹp nha, trời xước rất là nhỏ, mô bin 6 này, lưỡi gà của máy vẫn còn. Máy này xếp mô bin khá là ok nha mọi người, mở cối ok bình thường nha. Chúng ta con này thì tay quay phía bên tay phải nha mọi người, không đổi được tay. Con này thì nó có dòng này nó có một cái ốc đổi tay riêng, nhưng mà con này em về nó rơi mất cái ốc cái đổi tay rồi, thì nó vẫn còn chỉ có cái tay quay bên tay phải thôi. Con này ngoại hình có sờn nhỏ thôi, những vết sờn này khá là mạnh. Size của máy, máy này thì cước số 3 và được 130 m. Con này size 2500 nha. Con lăn của máy đây, gạt cước này hoạt động tốt. Cái dòng này thì nó có thiết kế thêm cái vị trí cái nút này để mà chúng ta gặp cái gạt cước cho nó gọn lại, nằm xuống để mà chúng ta bỏ vào cốp xe nhé. Đây, nằm gọn thế này luôn, gạt cước chúng ta học đưa lên. Rồi còn những con này thì gạt cước, cái dòng này nó thiết kế gạt cước rất là nhạy luôn, nó trả về rất là nhanh. Con này thì quay rất là nhẹ mực nha, nhưng mà con này nó có hơi khô do bạc đạn một xíu. Chúng ta quay tay phía bên tay phải thôi, không có đổi được tay. Con này thì dành cho khách chúng ta thuận tay phải. Chốt chặn là hoạt động tốt. Máy của máy, size của máy là 2500. Và máy số 5 này là máy của Nhật nha. Máy số 5 này có giá 320.000, máy nặng là 230 g. Đây là một con máy đuôi chuột. Tiếp đó là máy số 6, tương tự như con máy số 5 lúc nãy, cũng dòng Diamond luôn nha. Con này thì size lớn hơn một xíu, cối bằng carbon, thân và tay quay thì bằng kim loại. Cước số 4 vào được 150.000, con này size 4000. Mô bin 6 này, lưỡi gà của máy vẫn còn. Con này là có rear tô là 4.8. Gạt cước của máy đây hoạt động tốt, con lăn của nó cũng vậy. Con này thì nó cũng có thiết kế giống như con máy số 5, chúng ta gặp gọn cái gạt cước như thế này, đưa lên gạt cước hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải bình thường. Con này thì cũng có em nhầm, con này cũng tay quay phía bên tay phải thôi nha mọi người, không đổi được tay. Con này nó cũng thiết kế cái chốt đổi tay quay, có hai cái chốt, một cái là bên trái một cái bên phải, nhưng mà con này thì em về còn được cái bên tay trái thôi, bên tay phải thôi, bên tay trái không có nhé. Hoạt động khá là ok, quay khá là nhẹ nha, chốt chặn hoạt động tốt, chốt chặn này hoạt động tốt nha. Chúng ta đổi được tay quay không đổi được tay, tay quay phía bên tay phải thôi, cố bằng carbon, thân và tay quay thì bằng kim loại. Có rear tô là 4.8, size của máy là size 4000. Và máy số 6 này là máy của Nhật nha, máy số 6 này có giá 420.000, máy nó nặng là 298 g. Tiếp đó là máy số 7. Máy số 7 ở đây em có là một con máy có cò thắng tay như thế này. Đây là một con máy Daiwa, dành cho khách chuyên, khách câu ISO. Những khách nào người ta câu ISO, câu chọn cái dòng máy này câu rất là sướng luôn. Chạy bằng 3 bạc đạn này, có rear tô là 5.1. Con này thì ngoại hình nó có hơi sờn, sờn thế này nha, có trục sáng đôi. Và con này có cả cốt trợ lực luôn nha mọi người. Size của máy này, máy này cứ số sức tải của nó là 4.5 kg này. Còn size của nó thì con này cứ số 3 vào được 150, size của máy là 3000 nha. Máy này có cốt trợ lực và có cả cò thắng tay thì câu khá là khỏe. Con này thì ngoại hình nó có hơi sờn và có cả thiết kế kiểu là trục sáng đôi nữa luôn nha. Và con này chúng ta không dòng cá bằng cá xả spun ở trên cố này, mà chúng ta dòng cá là bằng sử dụng cò nha. Chốt chặn nó có hai chế độ, vừa có chốt chặn vừa có thể sử dụng cò được. Hàm rất là tốt nha. Cò hàm khá là tốt. Con này thì ngoại hình nó có hơi bong tróc nhẹ phần cái cò thắng tay với cái thân vỏ bên ngoài một xíu. Con này chúng ta đổi được tay quay trái phải bình thường, size của máy là 3000. Và máy số 7 này là máy của Nhật nha, máy số 7 này có giá 800.000, máy nó nặng là 270 g. Tiếp đó là máy số 8. Máy số 8 ở đây có con máy của Ryobi, dòng Ryobi Sinus, có rear tô là 5.2. Con này toàn thân bằng carbon nha, có thì có hơi cái lớp tem nó không được đẹp một xíu như thế này này. Trên thân thì khá là ok. Cước số 3 vào được 100 m, con này size 2000, mô bin 6, lưỡi gà của máy vẫn còn. Đổi được tay quay trái phải, con này thì cái lớp không được đẹp ở trên lớp tem một xíu. Con lanh của nó đây, khá là ok, gạt cước, hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải bình thường. Con này hoạt động rất là nhẹ nha. Chốt chặn hoạt động tốt.
chúng ta đổ được tay quay trái phải. Máy số 8 này là máy của Nhật nha. Máy số 8 này có giá 280.000, máy nặng là 249 gram. Tiếp đó là máy số 9. Máy số 9 ở đây em có là một con máy của Ryobi luôn. Con này cối bằng carbon, thân và tay quay bằng kim loại, có Ryoto là 3.8. Con này đổi được tay quay trái phải bình thường, con lên bằng đá sứ thế này nha. Con này lắp tem trên cối không được đẹp một xíu, nó có bong tróc lắp tem này. 46 lưỡi gào của máy vẫn còn. Cước số 5 vào được 150m, con này size đến 5.000 nha. Nhưng mà em thấy ngoại hình này cũng hơi nhỏ, con này em báo size 4.500 thôi nha mọi người. 4.000 đến 4.500, tầm 4.000 đây. Đây, thân nó có hơi trài xước ở bên ngoài một xíu. Hoạt động của nó rất là nhẹ, con này có Rio Tô là 3.8 nhé. Con này người ta câu sông xuống khá là ok luôn. Và máy số 9 này là máy của Nhật nha. Máy số 9 này có giá 230.000, máy nặng là 320 gram. Tiếp đó là máy số 10. Máy số 10 ở đây em có là một con máy của Ryobi. Con này thì ngoại hình khá là mới sáng, cũng có Rio Tô là 3.8. Size của máy này, máy này thì cước số 6 vào được 180m, con này size 6.000, mô pin 6 này, lưỡi gà của máy vẫn còn, cối là bằng carbon, thân và tay quay thì bằng kim loại. Con này ngoại hình đẹp, mô pin 6, lưỡi gà của máy vẫn còn nha, con lăn của nó đây. Dạ cước, khá là ok luôn, đổi được tay quay trái phải bình thường, khá là nhẹ nha, quay rất là nhẹ máy, chốt chạy nha, hoạt động tốt, chúng ta đổi được tay quay trái phải. Và máy số 10 này là máy của Nhật, máy số 10 này có giá 370.000, máy nặng là 410 gram. Tiếp đó là máy số 11. Máy 11 ở đây em có một con máy Olympic, dòng Olympic Spark 180VO. Con này thì nó có một cái nút bên ngoài nữa của cái chốt tay quay này, nhưng mà nút này nó rơi mất rồi nha mọi người. Nó còn một cái nút, đây là nút chính giữ cái tay quay bên trong, vẫn bình thường. Con này thì cái dòng này dòng có thứ hai nút để mà siết tay quay. Nút bên ngoài thì nó che lại thôi. Đấy. Chúng ta vẫn đổi được tay quay trái phải bình thường, vẫn siết chặt tay quay bình thường, không có vấn đề gì cả nha. Cái đây là cái chặt hay không là nhờ cái nút này nè. Con lăn của máy đây. Mô pin 6, lưỡi gà của máy vẫn còn, có Ryoto là 4.5. Con này thì size của nó là cước số 6 vào được 180m, con này size 6.000. Mô pin 6, lưỡi gà của máy vẫn còn nha. Con này size 6.000 nhưng mà nhìn nó hơi nhỏ máy nha. Con này size em báo tầm 5.500 đi. Tại vì nó hơi nhỏ, em báo từ 2 một xíu như vậy. Còn đúng thông số cước này 6.000. Ngoại hình khá là sáng máy, đổi được tay quay trái phải bình thường, gạt cước hoạt động tốt. Lưỡi gà của máy vẫn còn, mô pin 6 này. Hoạt động của máy đây, quay rất là nhẹ nha. Chốt chạy hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải bình thường. Và máy số 11 này là máy của Nhật nha. Con này quay rất ok luôn, hoạt động khá là ok. Và máy 11 là máy của Nhật, máy 11 này có giá 420.000, máy nó nặng là 470g. Tiếp đó là máy số 12. Máy 12 ở đây em có là một con máy Olympic luôn ạ. Con này thì dòng LX2000. Con này cũng toàn thân bằng kim loại. Thì cái con 12 này thì cái cối nó hơi xấu một xíu, nó bị ra ten nha. Đây, nó ra ten cái phần lắp xi bên ngoài thôi, nó bị mất cái lắp ánh bóng của lắp xi bên ngoài thôi. Mô pin sống này, lưỡi gà của máy vẫn còn. Đấy. Tiếng lưỡi gà kêu rất ok luôn. Cước số 5 vào được 220m, con này size được cũng đến 6.000 luôn. Dòng cối nó sau. Con này thì nhìn nó ngoại hình nó cũng hơi nhỏ, nhưng mà size của nó là phải 6.000 nha mọi người. Em báo trừ 2 thì tầm 5.500, dao động 5.500 đến 6.000 nè. Gạt cước nè, hoạt động tốt. Toàn thân bằng kim loại, con này cái lực quay rất là khỏe, cái tay quay nó nhìn nó rất là lực. Quay ngọt, con này quay rất là nhị luôn. Đây. Chốt chặn đây, hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải bình thường nha. Lưỡi gà của máy vẫn còn. Và máy số 12 này là máy của Nhật. Máy 12 này có giá 380.000. Máy nặng là 494 gram. Tiếp theo máy số 13. Máy 13 ở đây em có là một con máy của Shimano dòng Navi XT4000. Con này size thật của nó cũng là 4.000 nha. Chạy bằng 4 bạc đạn. Size của nó là 4.000. Con lăn của nó đây. Gạt cước, hoạt động tốt. Dòng là máy Navi. Con này thì tay quay đôi, dành cho khách ta có thể câu lure khá là ok, size 4.000 cũng khá là lớn máy, ta câu lắp rất là ok luôn. Tay quay đôi, con này ngoại hình là có hơi sờn nhẹ, sờn sức dâm nhỏ xung quanh cái viền thế này. Cứ số 4 vào được 150m, size của máy là 4.000, mô pin 6, lưỡi gà của máy vẫn còn. Con này cái vành máy trên đây rất là đẹp luôn nha. Đổi được tay quay trái phải bình thường nha.
hoạt động của máy rất là mượt. Xa 4.000, chạy bằng 4 bạc đạn tay quay đô, khá là êm máy luôn nha. Con này cối cũng khá là sáng, cái vành này nó rất là không có bị xước sờn gì trên cái vành này luôn ạ. Lùa rê rất ok. Và máy số 13 này là dòng máy của Shimano, được sản xuất ở Malaysia xuất Nhật nha. Máy 13 có giá 880.000, máy nặng là 317g. Tiếp đó là máy số 14. Máy 14 của em có là một con máy của Daiwa, dòng Daiwa Regen S 4000B. Con này to, cối thơm bằng carbon, tay quay nhôm này, đổi được tay quay trái phải. Ngoại hình khá là sáng máy, có sờn nhẹ phần đuôi máy một xíu thôi. Mô pin sóng, lưỡi gà của máy vẫn còn. Cước số 6 vào được 150m, con này size 6.000. Máy này khá là sáng đẹp nha, con này ngoại hình mới đẹp luôn. Gạt trước, hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải, rất là mượt. Chốt chặn đây, hoạt động tốt, size của máy là 6.000, máy rất là mượt. Và máy số 14 này là máy của Nhật nha. Máy 14 này có giá 580.000, máy nặng là 385g. Tiếp theo máy số 15. Máy 15 ở đây có con Olympic VG 200. Con này thì toàn thân bằng kim loại. Ngoại hình thì con này nó sơn cũng khá là sáng máy nè. Trên cối thì hơi có bám bẩn cái phần cạnh bẩn nhị thế này. Có Rito là 3.82. Cước số 5 thì vào được 230m, con này xa đến 6.000 nha. Mô pin sóng này, lưỡi gà của máy vẫn còn, con lanh của nó đây. Xa tầm khoảng 5.500-6.000 đây, con này xa nó 6.000. Máy của Olympic có Rito là 3.82. Quay rất là mượt, con này quay mượt máy, khá êm. Chốt chặn, hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải. Và máy số 15 là máy của Nhật nha, máy 15 này có giá 400.000, máy nó nặng là 475g. Tiếp đó là máy số 16. Máy 16 ở đây em có con máy của Daiwa Sportline ST3. Con này có Rito là 4.8. Mô pin sóng này, lưỡi gà của máy vẫn còn. Con này cước số 7 vào được 210m thì con này size đến 8.000 nha mọi người. ST3, dòng này dòng ST3 thì nó cũng nó thuộc cái dòng Sportline, dòng này xài rất là bền và sướng mà, sướng nữa nha. Tay quay của nó thì con này tay quay nó không được đẹp một xíu, nó bị bong cái phần xi bóng bên ngoài. Size máy 8.000. Cước hoạt động tốt. ST1, ST2 đến ST5 là những cái dòng Sportline này. Sờ rất là bền máy. Cối thì có sờn nhẹ một vài điểm thế này. Mô pin sóng này. Con này mô pin sóng nhé, lưỡi gà của máy vẫn còn. Đổi được tay quay trái phải bình thường. Rất là mượt, size của nó là 8.000 nha mọi người. Chốt chặn, hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải. Máy số 16 này là máy của Nhật. Máy 16 này có giá 580.000, máy nặng là 574g. Tiếp theo máy số 17. Máy 17 ở đây có con Olympic Golden Cup G40. Con này chạy bằng 2 bạc đạn. Cối dòng là cối bằng cối inox nha. Cối có sờn đây nè, sờn khá là mảnh thôi. Mô pin sóng, lưỡi gà của máy vẫn còn. Con này xa tầm khoảng là 6-7.000 nha mọi người. Con này xa, hai con ngoại hình nó có vẻ nhỉnh hơn một xíu. Em báo con này xa 6.000 đây. Bởi vì cái dòng này nó không có ghi thông số cước, con lanh của nó đây khá là ok luôn. Chạy bằng 2 bạc đạn, nước sơn lên thân máy thì nó có hơi bong tróc một vài điểm như thế này. Mô pin sóng, lưỡi gà của máy vẫn còn. Con này có khá là đẹp, có là còn dòng có inox nhé. Quay rất là mượt, chốt chặn, hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải bình thường. Và máy số 17 là máy của Nhật nha. Máy 17 này có giá 480.000, máy nặng 572g. Con này nó sơn một vài điểm, nó có bong tróc nhỏ thôi, cối khá là đẹp luôn. Tiếp đó là máy số 18. Máy 18 ở đây em có một con máy Ryobi dòng Rhinocaster Z thế này, SS3500. Tên của nó là 3500 nhé, còn size thật của nó là 4.000 nha mọi người. Cước số 4 vào được 150m. Con này thì dòng cối nâu, mô pin chết, nên có con này thì nó không có xả được spool nha. Nhưng mà nhìn con này quá nông, nó ngoại hình nó rất là lớn. Size 4.000 nhưng mà ngoại hình này sức tải thì nó tương đương với size tầm khoảng là 6.000. Hai con này nó dòng có vẻ nó gần bằng nhau. Em báo 4.000 là bởi vì cái thông số cước nó vào ít thôi. Con này quá nông vào cước ít. Vào cước số 4 vào được 150. Sức tải của nó thì tương ứng với là máy size 6.000 nha. Có Rito là 4.4. Quay rất là nhẹ. Con này con máy cối nông. Mô pin chết,
chúng ta không có dần được cá nhé. Những câu này người ta câu sông suối rất là ok. Và câu gờn, câu rạn nhé, những con cá mà chúng ta không cần phải dòng, chúng ta kéo trực tiếp vào thì chọn con này rất ok luôn. Và máy số 18 này là máy của Nhật, máy 18 này có giá 320.000, máy là nặng là 90g, 390g nhé, con này nặng 390g. Tiếp đó là máy số 19, máy 19 ở đây em có cũng là một con máy cối nông mô bin chết luôn, con này dòng mà cối nông thế này, ngoại hình thì có sơn nhẹ cái phần viền như này, còn những vị trí khác nước sơn khá là đẹp. Nó rơi mất một cái lớp tem phía bên tay phải thế này. Có Rito là 5.1 nha mọi người. Cước số 6 vào được 160 mét. Con này size của nó là 6.000. Gạt cước nè, hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải bình thường. Hoạt động của máy khá là ok. Chốt chặn hoạt động tốt. Máy của đây qua. Size của nó là 6.000 nhưng mà sức kéo, sức tải của nó là tương ứng gần máy 8-10.000. Kéo khá là khỏe. Con này thì khách đánh lục không chọn được những con này nha. Khách đánh lục, đánh biển, sang cá lớn mà cần dòng cá thì không chọn được. Dành cho những con mà người ta kéo trực tiếp vào luôn. Con gần, con rạn không cần dòng. Thì máy số 19 này là máy của Nhật nha. Máy này đổ được tay quay trái phải bình thường. Con này có giá là 400.000. Máy này nặng là 520g. Có Rito là 5.1. Và tiếp đến máy số 20, máy cuối cùng. Máy 20 ở đây em có một con máy size lớn thế này. Đây là một con máy của Rivi dòng bao và full thế này. Chạy bằng hai vạch đạn này, có Rito là 4.3, toàn thân bằng kim loại, con này máy size lớn. Cối con này không được đẹp một xíu, nó bị ra tem à, mũi này nghe xấu lắm tem. Cước số 17 vào được, cước số 12 vào được 170m, con này size đến 12.000 nha, con 12.000. Mô bin sóng lưỡi gà của máy vẫn còn, con này có cốt trợ lực bên trong nha, size lớn và có cả cốt trợ lực, dành cho khách ta cạo cá lớn. Con này ngoại hình nó cố nó không được đẹp một xíu, mô vi sóng đó. Có Rito là 4.3. Con lanh của máy đây. Gạt cước, hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải bình thường, tay quay của máy đây. Con này thì cái lớp trên cố nó nhìn nó không được đẹp một xíu thôi. Hoạt động khá là nhẹ nha. Chốt chặn này hoạt động tốt. Con này nó có 3 chế độ chặn, chế độ này chặn nửa vòng nha, cái này là chặn nửa vòng, còn đây là chặn tức thời. Có 3 chế độ quay 2 chiều, chế độ chặn nửa vòng và chế độ chặn tức thời. Con này hoạt động khá là ok, quay nhẹ mực nha, chỉ có hơi cái nhìn vào cái cối nó không được đẹp một xíu thôi. Và máy số 20 là máy của Nhật, máy 20 này có giá là 650.000, máy nặng là 660g ạ. Và em mới vừa giới thiệu xong luôn, gồm có là 20 máy câu của mình. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại là 0974088309 hoặc là kết nối Zalo qua số 0766609682 ạ. Em xin cảm ơn mọi người, em xin chào mọi người ạ.